AAVE ra mắt stablecoin mới. Vào Chủ nhật, giao thức cho vay AAVE đã thông báo rằng AAVE DAO đã phê duyệt một stablecoin mới cho hệ sinh thái có tên là GHO. Đây là một stablecoin được hỗ trợ bởi một bộ tài sản tiền tử đa dạng, được lựa chọn theo quyết định của người dùng. Đề xuất quản trị đã được chấp thuận bởi đa số cử tri AAVE DAO vì hơn 99% người tham gia bỏ phiếu đã bỏ phiếu ủng hộ việc ra mắt GHO. GHO sẽ cung cấp lợi ích cho cộng đồng thông qua AAVE DAO bằng cách gửi 100% khoản thanh toán lãi suất đối với các khoản vay của GHO cho DAO, và GHO sẽ được quản lý bởi AAVE. Stablecoin của AAVE sẽ tham gia vào nền kinh tế stablecoin. Hiện được định giá là 153 tỷ đô la. Tether, USDT dẫn đầu gói stablecoin và USD Coin, USDC đứng sau USDT. Xét về giá trị vốn hóa thị trường tổng thể, GHO cũng sẽ tham gia vào các tài sản tiền điện tử stablecoin, sử dụng tài sản thế chấp và một số tài sản tận dụng phương pháp thế chấp quá mức. CryptoPunk được đưa vào trang sức mỹ nghệ. Thương hiệu trang sức sang trọng Tiffany & Co. đang đưa bộ sưu tập NFT CryptoPunk vào chuỗi dây chuyền kim cương của mình. Công ty đang bán 250 chiếc vòng cổ mặt dây chuyền nạm kim cương tùy chỉnh với giá 30 ETH, khoảng 50.000 USD, cho những người sở hữu bộ sưu tập nổi tiếng này. Mỗi chiếc vòng cổ sẽ bao gồm sự kết hợp của 30 viên kim cương và đá quý. Theo trang web của Tiffany, những chiếc vòng cổ sẽ được bán vào ngày 5 tháng 8 và chỉ có sẵn cho những người sở hữu CryptoPunk mua dưới dạng NFT để đổi lấy chiếc vòng cổ vật lý. Tiffany sẽ thu về hơn 12 triệu đô la từ việc bán để kiếm thêm lợi nhuận từ tiền bản quyền bán lại. CryptoLeak VN luôn lắng nghe mọi ý kiến của khán giả về các nội dung mà chúng tôi đang thực hiện để cải thiện và nâng cao sản phẩm của kênh trong thời gian sắp tới. Mong quý vị hãy dành cho chúng tôi ít phút thực hiện bản khảo sát trong phần mô tả dưới video. Những đóng góp của quý vị luôn là động lực giúp chúng tôi hoàn thiện mình mỗi ngày. Chân thành cảm ơn. Phí gas Ethereum đang ở mức thấp nhất. Mặc dù giá Ethereum đã tăng hơn 60% trong 30 ngày qua, nhưng giá trị của đồng tiền này vẫn thấp hơn 60% so với thời điểm đạt ATH vào tháng 11 năm 2021. Tuy vậy, một tin tốt dành cho những nhà giao dịch trên blockchain Ethereum là phí chuyển mạng đã thấp hơn nhiều vào những ngày này. Dữ liệu cho thấy vào ngày 30 tháng 7, phí giao dịch trung bình của Ethereum là khoảng 0,001 ETH, khoảng 1,7 đô la cho mỗi lần chuyển. Phí quy mô trung bình trên mạng thậm chí còn rẻ hơn mức 0,00039 ETH, tương đương với 0,663 đô la cho mỗi giao dịch. Phí giao dịch trung bình của Ethereum trong tháng 7 không vượt qua mốc 5 đô la. Ngoài ra, các khoản chi phí có quy mô trung bình của Ethereum đã không vượt quá mốc 2,5 đô la cho mỗi lần chuyển vào tháng 7. Trong khi đó, cách đây 9 tháng, khi ETH đạt 4.878 đô cho mỗi đơn vị, phí chuyển ETH dao động trung bình là khoảng 29 đô la cho mỗi lần chuyển. Đây chính là một tin mừng đặc biệt cho những nhà giao dịch NFT, bởi phí gas quá cao chính là rào cản để họ gia nhập thị trường. Hoa Kỳ bắt tay với Anh đưa ra khung quy định cho crypto. Nhà quản lý ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã gặp nhau để thảo luận về các sáng kiến quản lý tiền điện tử. Những người tham gia bao gồm các quan chức và nhân viên cao cấp từ kho bạc, ngân hàng Anh, cơ quan quản lý tài chính, Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Cục Dự trữ Liên bang, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai, Văn phòng kiểm soát tiền tệ và Ủy ban chứng khoán và giao dịch. Họ đã trao đổi quan điểm về quy định tài sản tiền điện tử và những phát triển thị trường gần đây, bao gồm cả những quy định liên quan đến stablecoin và việc khám phá các loại tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương CBDC. Bộ Tài chính nêu chi tiết, giải thích. Tất cả những người tham gia cam kết tiếp tục hợp tác để hỗ trợ đổi mới tài chính an toàn, cũng như tăng cường các kết quả quản lý đối với stablecoin trên khắp các khu vực pháp lý. Binance bị cáo buộc là ổ của tội phạm. Roster gần đây đã công bố một loạt báo cáo điều tra về Binance và mối liên hệ đến hoạt động bất hợp pháp, và Binance đã trở thành một trung tâm cho hoạt động tội phạm. Roster cũng tuyên bố rằng Hydra, một thị trường darknet tại Nga, có liên kết sâu trong cơ sở người dùng của Binance, nói rằng sàn giao dịch này đã tạo điều kiện cho khoản thanh toán 780 triệu đô la liên quan đến Hydra kể từ năm 2017. Sàn giao dịch còn bị cáo buộc hoạt động ở nhiều khu vực pháp lý mặc dù không có trụ sở đăng ký chính thức. Đồng thời, Roster đưa ra bằng chứng Binance trang Penzao đã phớt lờ các cuộc gọi từ các quan chức tuân thủ về chính sách KYC và chống rửa tiền AML. Đáp lại vấn đề này, đại diện từ phía Binance đã phản bác một số tuyên bố, bao gồm cả cáo buộc rằng Binance tạo điều kiện cho việc rửa tiền nhiều hơn các sàn giao dịch khác, và đây đã trở thành một điểm nóng cho tội phạm. Sàn giao dịch cho biết họ chỉ có thể kiểm soát những gì trong quyền hạn cho phép. Điều này không bao gồm nguồn gốc tiền được gửi vào sàn. Bên cạnh đó, Binance cũng thường xuyên hỗ trợ các cơ quan điều tra trong công tác truy tìm tội phạm mạng. Sau đây, mời các bạn cùng đến với chuyên mục Có thể bạn chưa biết. Các hình thức lừa đảo crypto mà newbie nên biết. ICO lừa đảo. Đây là một lựa chọn đầu tư hấp dẫn nhất cho những người hy vọng kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, việc thiếu quy định đã dẫn đến sự lừa đảo khá dễ dàng. Sàn giao dịch tiền ảo và ví tiền ảo giả
lôi kéo người dùng bằng các khuyến mại nghe vô cùng hấp dẫn, sau đó có thể tính phí cao khiến việc rút tiền trở nên rất khó khăn hoặc đơn giản là đánh cắp tiền gửi của bạn hoàn toàn. Tạo ra các ứng dụng ví giả khá tinh vi, sử dụng để đánh cắp các thông tin tài khoản quan trọng. Lừa đảo trực tuyến. Bạn nhận được một email không mong muốn từ sàn giao dịch tiền điện tử hoặc ví của bạn. Email này chứa một liên kết đưa bạn đến một trang web giả mạo gần giống với sàn giao dịch hoặc ví bạn thường sử dụng. Lừa đảo giveaway. Đối với loại lừa đảo nào, những kẻ lừa đảo sẽ mạo danh một người nổi tiếng và thông báo rằng họ sẽ cho đi rất nhiều tiền điện tử miễn phí nếu bạn gửi cho họ một số tiền điện tử. Bạn đã phải gặp các trò lừa đảo này khi tham gia đầu tư chưa? Nói cho CryptoLeaks VN cùng biết nhé!